học này chúng ta bữa nay ta học hai trường hợp nha, một trường hợp thì có hai trường hợp là đưa qua những chẩn đoán nó cũng chưa chính xác nha, mà nó cái trường hợp đầu tiên này cũng có nhiều cái hay. Bệnh nhân này bao nhiêu tuổi? 31 tuổi, đau bụng 2 ngày. Nhắc khi nhập viện thì nhắn có sốt, bạch cầu bụng tiền, siêu âm thì có dấu hiệu bụng thừa, nhưng mà bụng bệnh nhân ta chỉ có đau thôi, không có cái dấu hiệu gì của bụng mạch đó, cho nên bác sĩ đi cấp cứu chuyển lên trại theo dõi nha. Thì qua hôm sau thầy khám thấy bệnh nhân cũng không có sốt, nhưng mà nhìn và sờ cái da thì hơi nóng chút xíu, thì thầy nghĩ là hơi có hội chứng hội viêm nha. Bụng thì cũng rất cao khuôn bướu, cái bụng có chỗ bên phải không có đề kháng, không có phản ứng nha. Và cái hiệu bất thường duy nhất là gì về cái hiệu của viêm phúc mạc là phản ứng dội, cũng không có rõ ràng đó. Thì cũng có chẩn đoán là ruột thừa, sau đó mổ ra thì đúng là ruột thừa hoại tử luôn, tương xứng với cái bệnh sử 2 ngày, đồng ý không? Và ruột thừa sau minh rạng. Thế thì qua thì chúng ta có ghi đâu có hiểu gì đâu, nghe hiểu được rồi, trường hợp này cũng bình thường, em cũng chưa không được cái gì. Nghe trường hợp qua trường hợp này chúng ta rút ra được kinh nghiệm gì? Nãy giờ nói bạn nắm được hết vấn đề chưa? Rút ra được kinh nghiệm gì? 1, 2, 3, 4, 5 nó hiểu này. Em thì sao rút được kinh nghiệm gì qua trường hợp vừa này? Cái nhất là sao ngay cả ruột thừa nó đã hoại tử, bạch cầu nó có thể bình thường, cho nên nó có thể chúng ta phải làm thêm một xét nghiệm nó chuyên biệt hơn để đánh giá cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân hay là chứng nhiễm trùng, đó là CRP. Nhà thứ hai nữa là nguyên tắc là gì, chỉ cần 2 trong 3 tiêu chuẩn, một là lâm sàng, thứ hai là xét nghiệm là công thức bạch cầu, thứ ba là siêu âm. Nếu chỉ cần 2 trong 3 mà đặc biệt là trong cái hai đấy có một yếu tố lâm sàng thì đủ để chúng ta chỉ định mổ nha. Rồi thứ ba nữa là gì, thứ ba nữa là gì, tại sao được thừa hoại tử về mặt lý thuyết á, thì bạn sinh lý bệnh đó, bạn thấy ruột thừa hoại tử thì tương đương với viêm phúc mạc. Tại vì sao nó hoại tử rồi thì cái thằng của nó không còn hàng rào bảo vệ, cho nên có thể độc chất từ trong cái lồng, vi trùng từ trong cái lồng đấy nó có thể thẩm lậu ra bên ngoài, đúng chưa? Cho nên là về mặt sinh lý bệnh thì ruột thừa hoại tử thì tương đương với viêm phúc mạc khu trú nha. Tại sao bệnh nhân này hoàn toàn không có dấu hiệu viêm phúc mạc khu trú? Tại vì sao? Tại vì đúng rồi, từ sau minh rằng lúc chưa nó không có nằm tự do trong phân bụng, cho nên khi nó bị viêm thì hoại tử đấy, cái dịch viêm dịch hoại tử đấy nó vẫn chỉ tập trung khu trú ở phía sau minh rằng thôi, cái phân bụng tương đối là sạch, cho nên vì thế cho nên bệnh nhân không có dấu hiệu của viêm phúc mạc. Nắm được vấn đề chưa? Và cuối cùng nữa là gì, cuối cùng là gì, ở trong các dấu hiệu của viêm phúc mạc đấy nha, rõ ràng nhất là gì, là đề kháng, thứ hai nữa là phản ứng thành bụng, thứ ba nữa là phản ứng dội, bạn biết không? Thì cái anh phản ứng dội đấy có giá trị thấp nhất, tại vì anh phản ứng dội đó nó phụ thuộc vào cái cảm nhận chủ quan của bệnh nhân ha. Còn cái phản ứng thành bụng và cái đề kháng là cái khách quan, là mình cảm nhận được, nó không phụ thuộc vào bệnh nhân ha. Tuy nhiên trong trường hợp nào phản ứng dội có giá trị, trong trường hợp này là được từ sau minh trà, được từ sau hậu trà nha, thì lúc đó bệnh nhân nó đau tới 48 tiếng rồi, nếu được từ ở trong phúc mạc, từ viêm cái phúc mạc 48 giờ chắc chắn là nó sẽ tê bở cái viêm phúc mạc rõ ha, chỉ có được từ nó nằm bị nhốt nha, nó bị biệt lập thì mới có 2-3 ngày mà cái bụng vẫn không có dấu hiệu viêm phúc mạc, thì lúc đó chúng ta sẽ chỉ còn cái dấu hiệu duy nhất là gì, là phản ứng dội. Hiểu bạn hiểu vấn đề chưa? Thế cho nên một phản ứng dội thì chúng ta cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố, những cái đầu chúng ta chạy đi
như khi thầy coi i57 chứ không phải chạy mua to bình thường. Phải xử lý nhiều, xử lý nhiều yếu tố, nhiều thông tin. Đồng ý không? Trường hợp này nếu chúng ta có thể ta để 1-2 hôm nữa thì có thể đục thừa nó sẽ thành chỗ xe. Thậm chí ốp xe nó có thể nó vỡ và đục thừa được mặt thứ phát, thứ mặt kỳ 2. Đồng ý không? Cho nên cũng cái này cũng là đặc biệt, cũng hay đấy. Rồi thôi, nhớ những một số điều đó thôi. Nhớ là 2 trong 3 tiêu chuẩn là có chỉ định là nội soi rồi. Nội soi để chẩn đoán và cắt đục thừa luôn. Thứ hai nữa, bạch cầu có thể không tăng. Trong trường hợp đục thừa viêm rõ. Thứ ba nữa là gì, trong trường hợp đục thừa nó nằm ở đục thừa viêm mà có thể đục thừa biệt lập đó, thì cái dấu hiệu nó có thể diễn tiến nó chậm hơn và nó không rõ ràng như đục thừa nằm tự do ở trong phong phúc mạnh. Nhớ ba cái kinh nghiệm lâm sàng đấy. Rồi, hết lắm.